Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình mới mua được một chiếc đèn năng lượng mặt trời, giá cũng khá là rẻ. Con này thì mình mua là 99.000 ở trên Shopee á. Thì trước đây mình cũng đã sử dụng một cái đèn năng lượng mặt trời rồi, cũng đã làm video review bạn xem ấy. Đó, cái đèn này này, mình sử dụng được khoảng tầm 5 tháng rồi, cảm thấy rất là ok nên là mình đặt mua một chiếc nữa. Cái chiếc này thì nó kết cấu nó khác hơn nhá. Đây, cái hình dạng của nó là như thế này này, có đèn xung quanh này luôn thì nó khác cái con này. Mình cảm thấy cái đèn này xài khá là ok các bạn ạ. Không biết là các bạn xài như thế nào mà xài 5 tháng rồi vẫn chưa hỏng các bạn ạ. Chỉ có là làm rơi nó vỡ này, dán keo lại vẫn xài ok, vẫn rất là sáng các bạn ạ. Đó, cực kỳ sáng luôn nhá, cái đèn này dùng rất là ok đấy. Đây là cái đèn gắn sân vườn các bạn ạ, gắn ở ngoài, lúc nào mà chúng ta đi qua ấy, thì đèn nó tự động sáng. Ban ngày thì nó sạc bằng năng lượng mặt trời nên là chúng ta không cần phải cắm pin hay là gắn pin gì cả, dùng rất là ok đấy. Đồ này thì củ bền tài người các bạn ạ, do các bạn sử dụng thôi. Cái này thì phải có ngoài nắng thì nó mới sáng nhá. Nhiều bạn mua về gắn ở cầu thang các kiểu ấy, không có nắng nó chiếu vào thì được 2-3 hôm là nó tắt là đúng rồi. Cái này bắt buộc là phải có ánh nắng chiếu vào đây nhá. Nó phải chiếu khoảng tầm 6-7 tiếng thì nó sẽ nạp đầy viên pin ở trong này. Thì ban đêm các bạn có thể xài thoải mái. Chứ cái đầu này thì mình thấy nó ít hỏng lắm các bạn ạ. Chủ yếu là nó sáng yếu hay sáng mạnh thôi, do cái thời tiết các bạn ấy, nắng nó chiếu vào có đủ không. Thử bên này mình thấy hai cái tấm pin này nó ngang ngang nhau này. À nhưng mà cái tấm này là 2 cell chắc là 6V đấy. Ở chỗ này cũng một cell thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử và bung ra các bạn xem luôn nhé, cho các bạn xem kết cấu ở bên trong. Ở đây thì mình thấy cực kỳ nhiều đèn đó các bạn ạ. Nhiều đèn thì đồng nghĩa là nó sáng rồi. Không biết là cái công suất của nó bao nhiêu, nhưng mà mình biết là chắc chắn là nó sáng các bạn ạ. Đây, mình cho các bạn xem qua một vài thông số này. Con này là có model là SH100, output là 5,5V, 1W, dung lượng pin là 1800 đến 2400 mAh nhé. Nói chung là viên pin này nó dao động là 1800 đến 2400. Chỗ này là gì đây, mình cũng không biết nữa. Sensor à, cảm biến sensor. Số bóng led là 100 đến 114 led. Nhưng mà trước tiên thì mình thấy một cái nhược điểm đó các bạn ạ. Đây là nhược điểm chứ không phải là ưu điểm đâu. Tuy là cái đèn này là chống nước IP65, mưa các kiểu vào thì vẫn không bị sao cả. Nhưng mà mình thấy một cái nhược điểm ở đây này. Cái mặt mà che cái đèn này là mặt mica. Nói chung ở trong này là nó sẽ có khoảng trống. Đồng nghĩa là mà hôm nào trời lạnh ấy, hoặc là nước mưa nó vào, hoặc là dùng một thời gian thì cái mặt mica này nó sẽ bị úa vàng. Không như cái này các bạn. Cái này thì cái led nó được đổ cái nhựa trong lên luôn nhá, đổ ở trên led luôn, không có cái mặt gì cả. Nên là nước mưa vào thoải mái, không bị úa vàng. Đây mình dùng 5 tháng các bạn ạ, 5 tháng mà nó vẫn sạch sẽ này. Chỉ có trên này thì hơi bụi bẩn thôi. Cái này thì thỉnh thoảng các bạn lau đi này. Lưu ý cho các bạn nào mua về và test đèn nhá. Nếu mà các bạn test ban ngày hoặc là ở dưới cái ánh đèn mà nó sáng ấy, thì cái đèn này nó sẽ không hoạt động đâu nhá bạn. Các bạn phải che tay lại này, che cái tay cái tấm pin này lại, không cho nó sạc thì nó sẽ sáng đó. Rất là ok phải không? Cái đèn này nó có 3 cái mức độ khác nhau ạ. Đây là sáng mạnh nhất này, sáng vừa vừa, có một cái sáng mạnh hơn một xíu nữa. Đây, mình che lại các bạn xem nhá, cho các bạn xem mà cái độ sáng của nó này. Đây là sáng vừa vừa nhá, không phải là sáng mạnh đâu. Cái này mà sáng mạnh này, đây là sáng mạnh nhất này. Đó, rất là sáng đúng không các bạn? Nó hơn hẳn cái đèn này đấy. Đây mình thử các bạn xem này. Đó, các bạn có thể thấy này, cái đèn này thì màu nó hơi xanh xanh một xíu, nhưng cái đèn này màu trắng này, ánh sáng nó sáng hơn các bạn ạ. Thì ở đây là đương nhiên là nó sáng hơn rồi, cái đèn này nó ít bóng hơn mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ test khả năng cảm biến của nó cũng như là cái đèn sáng của nó nhé. Mình đang đi lại gần này. Đó, khoảng tầm 3 mét là nó bắt đầu sáng rồi các bạn ạ. Cực kỳ sáng luôn đấy. Đây, mình cho các bạn xem này. Đấy. Đây là cái đèn nó sáng này. Cực kỳ sáng luôn các bạn. Mấy điện thoại của mình nó ấy luôn đấy. Đó. Mình sẽ giảm cái ánh sáng nó xuống nhá, tại vì nó sáng quá đấy. Đây là ánh sáng thấp nhất các bạn này. Ánh sáng vừa vừa này. Đây là tắt. Đó, đây ánh sáng vừa vừa này. Mình sẽ để nó sáng nhất nhá. Xem nó phủ được bao lâu. À, nó phủ được bao xa chứ. Đây, nó phủ ra ngoài đường này. Khoảng chiếu sáng của nó khoảng tầm 80m2 các bạn ạ. Khoảng tầm 80m2. Cái khoảng sáng của nó ấy. Đấy, đi lại khoảng tầm 3m là nó ok rồi. Nó đã nhảy rồi nhá, đi chéo nhá. Ánh sáng thì khỏi phải bàn các bạn ạ. Rất là ok luôn.
Cái đèn này thì nó sáng khoảng tầm 15 giây là nó tắt các bạn ạ. Khoảng tầm 15 giây là nó tắt. Ánh sáng thì không phải bàn đâu. Rất là ok. Nói chung là các bạn gắn cái đèn này ở sân vườn thì khỏi phải bàn rồi. Ánh sáng thế này là dùng ok rồi nhá. Đi lại thoải mái rồi. Đó. Ok, thì sau khi test thử cảm biến cũng như là ánh sáng của nó rồi thì cái đèn này thì cực kỳ sáng luôn các bạn, sáng hơn hẳn cái đèn kia luôn. Nhưng mà cái thời gian chiếu sáng thì mình không biết là bao lâu, có được tốt như cái đèn này không. Cái đèn này thì sạc ban ngày các bạn chỉ cần sạc khoảng tầm 5 đến 6 tiếng là ban đêm các bạn đi lại thoải mái rồi. Đèn này thì nó không sáng liên tục đâu các bạn, người đi qua thì nó mới sáng thôi. Còn cái đèn này thì mình cũng chưa test thử là nó sáng được lâu không. Theo nhà quảng cáo thì nếu mà cái đèn này được sạc trong vòng khoảng tầm 6 đến 8 tiếng thì có thể dùng được 6 đến 10 tiếng ban đêm. Mà 6 đến 10 tiếng ban đêm là dùng liên tục ấy. Cái đèn này nó có nhiều chế độ khác nhau các bạn ạ. Một là cái chế độ ban ngày nó tắt, ban đêm nó sáng. Hai là cái chế độ là ban ngày nạp pin, ban đêm thì người đi qua nó sáng. Còn cái cường độ ánh sáng thì các bạn có thể tự điều chỉnh, nó có 3 cường độ khác nhau, sáng yếu, sáng vừa và sáng mạnh. Đó. Đèn năng lượng mặt trời thì nó chỉ đơn giản thế này các bạn ạ. Ở đây sẽ có một cái mạch này. Cái mạch này dùng điều khiển cái sensor này. Đó. Chỗ này là cái dãy đèn LED. Có 1, 2, 3, 4 dãy đèn LED. Ở bên trên này là tấm pin năng lượng mặt trời. Thì hôm nào mình sẽ đổ lại cái tấm pin nó to hơn các bạn ạ. Để cho nó sạc nhanh hơn. Ví dụ như các bạn gắn cái tường bên này mà buổi sáng nó chỉ được 4 tiếng đồng hồ ấy. Thì mình sẽ đổ lại cái tấm năng lượng mặt trời nó to hơn. Cho nó sạc nhanh hơn ấy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra viên pin này thế nào nào. Cảm giác viên pin này khá là nặng nặng tay các bạn ạ. Mình quên tắt rồi, đèn cảm biến nó lại sáng. Đây. Pin này mà hỏng ấy, hoặc là bạn nào muốn cái dung lượng pin nó cao hơn thì các bạn mua viên pin khác vào, các bạn gắn vào là ok. Ở đây thì viên pin này mình cầm khá là nặng nặng tay, nó rơi khoảng tầm nếu mà dung lượng pin này mình đoán thực thì nó chỉ khoảng tầm 1.400 thôi các bạn ạ. Nó không đến là 1.800 đến 2.400 đâu. Đấy, cái này thì hôm nào mình sẽ đổ lại viên pin khác dung lượng nó cao hơn. Và cũng như là cái tấm pin năng lượng nó to hơn, dùng sạc cho lâu hơn. Đấy. Pin này thì có thể thay thế thoải mái. Những cái đầu này thay thế được hết các bạn ạ. Đó, thì cái đèn này nó đơn giản như vậy thôi. Nó không cầu kỳ gì nhiều đâu. Tuy là vậy thôi nhưng mà mình thấy cái dòng này được cái là dùng rất là ok. Dùng rất là bền các bạn ạ. Sử dụng một thời gian cảm thấy rất là bền. Không bị hư hỏng đâu nhá. Mình thấy nhiều bạn comment bảo là mua về được 2-3 ngày là hư hỏng. Thì mình đoán chắc là nhiều bạn đấy gắn vào chỗ cầu thang ấy. Hoặc là không có ánh nắng nó sạc vào viên pin này. Thì nó sẽ không còn điện nữa. Thì các bạn bắt buộc phải đưa em ra ngoài ánh nắng mặt trời. Để các bạn phơi khoảng tầm 1 ngày ấy. Thì pin nó sẽ sạc lại đây. Sau đó là các bạn gắn vào tường của nhà mình.